Một ngành công nghiệp xe ô tô chạy điện thịnh vượng một thời ở Trung Quốc đã bắt đầu cảm thấy khó khăn khi Bắc Kinh bắt đầu hãm phanh các kế hoạch trợ cấp hào phóng và hiệu suất chậm lại từ các đối thủ sừng sỏ như là Tesla. Nhiều ý tưởng cho những chiếc xe điện của tương lai được khai sinh ở Trung Quốc. Ngành công nghiệp xe điện ở đây đã phát triển mạnh khi Bắc Kinh nhắm đến mục tiêu là các phương tiện năng lượng mới sẽ chiếm 1/5 doanh số bán ô tô vào năm 2025. Trung Quốc hiện là điểm đến lớn nhất thế giới cho dòng tiền đầu tư vào xe ô tô điện, cũng như thị trường xe hơi lớn nhất thế giới. Bắc Kinh từng rót tiền vào ngành này với các khoản trợ cấp và giảm thuế cho các nhà sản xuất. Hiện tại có khoảng 300 công ty xe ô tô điện như vậy đang chờ một số loại tài trợ, và tất cả đều nghĩ rằng họ đã đào trúng mỏ vàng. Nhưng không phải cái gì lấp lánh cũng đều là vàng. Khi bạn nói chuyện với các nhà sản xuất xe ô tô chạy điện thì bạn nhận ra rằng tất cả họ đều kiếm được rất nhiều tiền, đốt rất nhiều tiền nhưng họ không đạt được những mục tiêu đã đề ra. Các nhà đầu tư vì thế cảm thấy cần phải chậm lại một chút để suy tính lại về hướng đi chiến lược. Các nhà sản xuất xe ô tô điện đã cố gắng khởi động một làn sóng gây quỹ mới, nhưng một số người cho rằng vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề. Có một nhà đầu tư đã nói với chúng tôi rằng đội của anh ấy đã đến thăm gần như tất cả những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp xe điện vào năm ngoái, nhưng cuối cùng họ đã không đầu tư vào cái tên nào cả. Tôi nghĩ rằng hầu hết các công ty này, những người sáng lập hoặc CEO của họ có tâm lý khởi nghiệp là họ đến từ nền tảng Internet. Họ biết cách kể một câu chuyện kinh doanh, đưa ra một ý tưởng kinh doanh, nhưng họ thiếu kiến thức cụ thể về ngành chế tạo ô tô, nhất là khi so sánh với các nhà sản xuất xe hơi truyền thống như Daimler hoặc Mercedes hoặc Volkswagen. Những CEO này thực sự không biết cách chế tạo một chiếc xe hơi. Bắc Kinh và các chính quyền địa phương cũng đang thắt chặt ví tiền của họ. Doanh số bán xe ô tô chạy điện tại Trung Quốc từ tháng 5 năm ngoái cho đến tháng 5 năm nay chỉ đạt chưa tới 2%.